cầu thủ đội tuyển là chưa nghỉ. Ừ. Mệt lắm, là khó. Seven player now 6 months already training with national team. Ừ. That's why I invite Amitun come because recovery. Recovery 7 player because maybe they boring. Ừ. Chán quá, boring. Yeah. And then mentality is down. Không muốn đá. Giống nản, no rồi, mút rồi. Ngán quá. That's why but we have the something to talking with the player also. What your target next season? You tired, mệt mỏi, but chưa vô địch. Em muốn vô địch không? Nếu mệt mỏi, ok, mệt mỏi, ok. Em muốn vô địch không? Nếu muốn vô địch, ok, tập trung. Yeah. AFC Champions League đã play for who? For Hoa Nha Lai and Vietnam. Em mệt mỏi không? Em phải tập trung. If okay, I'm don't want to play. I really tired. Want to rest? How can? That's why we want to talking. If our player come back, okay, some player maybe not because we keep the good player for Phut Park, Hai Park already. Hai Park use some use no problem because we keep any club keep the good player for national team, but some player won. Not much. They with the team, Sutian also some player, not much. But come back to Phu Hoa Nha Lai, 90 minutes. You must play. Okay? That's it, the football way. This is the football way. If you have the target, what you are going to succeed in the future, next season. I stay with you 1 year. I come here. I want to see Mr. Duke's smile. I want to see Mr. Duke good celebration 20 year, 25 anniversary. I come Vietnam because I want to see Mr. Duke tươi. Anh muốn mình thấy bảo Đức tươi, vui, chăm sóc em trẻ nhiều rồi, mấy năm rồi, 20 năm rồi. That I want to talk to the player. If you want to see Mr. Đức tươi, phải làm việc together. Làm việc nhóm nhau, với nhau. That is the reason. That's why I want to say thank you, Sinh viên hỏi, cô chú mệt mỏi, ham mệt mỏi. World Cup chưa xong. World Cup chưa xong nữa. Năm tới, Sico về Pleco có invitation match in Berlin, có 7 cầu thủ. 7 cầu thủ, ngày 5, ngày 7, ngày 9 đã, 7 cầu thủ. Đội tuyển chưa về, ba nước ngoài, cầu thủ nước ngoài chưa khỏe, mới tới, đúng không? Nếu cho đã 90 phút cảnh thương không được, đã mời về cầu thủ 21, 23, đã Mexico nhìn thấy select ai đã tốt, ai đã hay lên đội chính, ai chưa giỏi, ok, từ từ that's it, the set up prepare, đúng không? That is the prepare. Đã biến xong tập 2 tuần Tết Việt Nam rồi. Tết Việt Nam là nghỉ nữa. Bảy ngày, 1 tuần, 2 tuần, nghỉ nữa, 2 tuần. Bảy không được, cô thủ không thích.
sư cô phải cho đúng không, cho về thăm gia đình đúng không, bảy bảy ngày 10 ngày ok sư cô cho, nếu tập tốt cho 10 ngày, nếu tập chưa tốt cho 10 ngày. Điều của tổ chế đi cô, pre-season, that is a different. Pre-season 6 weeks or 8 weeks, but now many change about the pre-season. You see, how can not full team when full team, maybe we need bắt đầu rồi. You see, not easy, yeah. Come here. Now I'm cold now. That's why I work with the on the staff every day. Actually, every day we work. We have sometimes full meeting by Zoom. By when I go to Thailand, so I will be set up because we know the program already. That's the real. That's it, the real. Yeah. And then come back. Tết Việt Nam. Maybe we need bắt đầu mấy trận, đã mấy trận, nghĩ có SEA Games nữa, có AFC Champions League tháng 4, tháng 5 SEA Games nữa, nghĩ lại, U23 nữa, Asian Games. Tháng 10 không sao, tháng 4 được. U23 cho á, tháng 6, tháng 7. Tháng 6 đúng không ạ? Now we set up how many players to join national team. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 xong last two games. The Australia and Europe. That is why we must put performance. We must put performance. AC must put performance. But we know what we work for who. That is the reason why I cannot thinking all easy. Take it easy. No, I cannot take it easy. But that's why I want to all the fan. If Hoa Lai play league. If Hoa Lai play league, Hoa Lai fan support. If we play AFC Champions League, we need Vietnam fan support because we are representative for Vietnam. Đúng không? Đúng không? That's it. We need to all the support Hoa Lai. I want to show. In ASEAN fan also, who we are, because now in ASEAN they don't know Hoa Lai. Before maybe they know, but now they forget. Now I want to promote Hoa Lai. In ASEAN, they must know who Hoa Lai, who we are. That's we talking. We look forward. We don't look behind. We must look forward. How to improve? If we improve together, we work hard together. We work with all of you. If Hoa Lai go to ASEAN, all of you must go. Okay?